Em tên là Trần Ngọc Tú Quy, học sinh lớp 3B, trường tiểu học A An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Nhân đến với cuộc thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến, chủ đề sách lan tỏa tri thức, em xin được kể câu chuyện vô cùng cảm động về người mẹ có tựa đề Người Mẹ Một Mắt, được trích trong quyển sách Sống Có Giá Trị Vì Con Cần Có Mẹ, Anti-Biên Soạn, nhà xuất bản Đại học Sư Phạm, thành phố Hồ Chí Minh, khổ 12 nhân 20cm, 177 trang. Chuyện kể rằng, ở một làng quê nghèo, có hai mẹ con sống coi cuốt bên nhau. Người mẹ có một cửa hàng ột ẹp tại khu chợ toàn tàn, hằng ngày bà phải nhận các loại rau củ nhằm bán lấy tiền nuôi con. Năm tháng qua đi, cậu bé An được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, nhưng cậu luôn tự hỏi tại sao mẹ mình có những gì đó rất lạ so với những bà mẹ khác. Một hôm, An hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao con thấy người ta có hai mắt mà mẹ lại chỉ có một mắt ạ?" Ý nghĩ đó đã xen vào tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ. Con không thể biết rằng câu nói đó đã vô tình chạm vào nỗi đau của mẹ. Vào một ngày kia, người mẹ đưa An đến trường. Các bạn cùng lớp thấy vậy thì cười phá lên và chiếu chọc đủ điều. "Này, mẹ cậu chỉ có một mắt mà chẳng thấy cậu kia bao giờ cả. Cậu đúng là có người mẹ số một đấy. Số một một mắt, số một một mắt." Không nén nổi tức giận, An đã lao vào đánh nhau với lũ bạn. Kết quả là An trở về nhà với nhiều vết bầm tím đầy mình. Nhìn những vết thương trên thân thể An, người mẹ hốt hoảng chạy đến hỏi: "An, con làm sao thế này? Có chuyện gì xảy ra với con vậy?" An nhìn mẹ muốn cuốt hết oán giận tủi hờn. "Mẹ, tại sao mẹ chỉ có một mắt thôi? Tại sao con có một người mẹ như vậy?" Xấu hổ lắm, tủi nhục lắm, nhưng An không thể nói nên lời. Kể từ ngày đó, An luôn nung nấu trong lòng mình một quyết tâm học thật giỏi để thoát khỏi làng quê nghèo và cũng không còn bị trêu chọc nữa. Và cũng chính những suy nghĩ đó đã khiến An ngày càng rời xa mẹ. Năm tháng qua đi, An đã cố gắng học hành chăm chỉ và cậu đã trở thành người đàn ông thành đạt trên thành phố. An đã quên hẳn đi người mẹ không hoàn hảo của mình. Và An luôn nói với vợ con mình rằng mẹ cậu đã mất, và đứa con nhỏ của An cũng nghĩ rằng bà nội của nó cũng không còn nữa, chỉ bởi vì hình ảnh người mẹ một mắt luôn làm cho An cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tủi nhục. Rồi
ngoài bụng hôm, người mẹ bất chợt thì đến thăm em, với lòng nhớ thương con ghê biết. Đứa con 3 tuổi của em nhìn thấy bà thì sợ hãi không dám lên. Ôi ba ba, bố ơi mẹ ơi, cứu con với. Em chạy đến không thể tin nổi trong mắt mình, trước mặt anh vẫn dính người còn cởi ấy, vẫn đôi mắt không hoàn thiện. Ấy là hình ảnh người mẹ một mắt đã từ lâu em không còn nghĩ đến nữa. Nhưng mà tối sầm lại, anh nhìn bà rồi giận dữ quát: bà sao bà lại đến đây, bà có biết rằng tôi đã đủ khổ lắm rồi sao? Chính sự lạnh lùng ấy, người mẹ ngậm ngùi: xin lỗi, xin lỗi, có lẽ tôi đã nhầm địa chỉ. Rồi bà chỉ biết quay đầu mà lê bước. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến một ngày em nhận được tin mẹ đang ốm rất nặng. Anh lặng lẽ xấu vợ xấu con trở về thăm nhà cũ, nhưng anh lại ngồi đi vì giờ đây căn nhà xưa không còn mẹ nữa rồi. Mẹ cậu đã mất. Những lỗ cuối cùng em nhận được từ mẹ chỉ còn là một lá thư đầy nước mắt. Còn trời mới khi con nhận được lá thư này thì có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Con có biết không, ngay tại lúc này đây, khi mà mẹ sống sắp rời xa mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn nhớ về con nhỏ. Mẹ xin lỗi vì đã làm cho con phải xấu hổ với mẹ nhà trong suốt những năm tháng con đi học. Mẹ xin lỗi vì đã đến thăm con mà không đến trước. Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt con à. Con có biết không, hồi con còn nhỏ, con đã gặp một vụ tai nạn khủng khiếp. Vụ tai nạn đó đã vĩnh viễn cướp đi một bên mắt của con, nhưng mẹ không thể nào ngoại yên. Mẹ nhìn con lớn lên là chỉ có một mắt, nên mẹ đã tặng nó cho con đấy, con ạ. Mẹ rất hãnh diện khi con trai mẹ lên người. Mẹ kiêu hãnh về những gì mẹ đã làm được cho con. Ngày đã khi con hát tuổi mẹ, mắng mẹ: con làm như vậy chỉ bởi vì con quá yêu mẹ phải không em? Thế giới quanh em dường như sụp đổ. Cuộc sống 3 năm trong chiều hè cô độc của người mẹ dường như đang lần lượt chuyển về trong tâm trí em. Em đã khóc, khóc vì mẹ, khóc cho người chỉ biết sống thì đang. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi! Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Ai còn mẹ, xin đừng là mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe khóc. Câu chuyện của em vừa kể đến đây là hết rồi. Một câu chuyện thật cảm động đúng không các bạn? Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn yêu con.
bất tận. Nhưng đôi khi chúng ta bỏ quên tình cảm thiêng liêng của mình, bỏ quên những hy sinh thầm lặng của người mẹ, và có thể chỉ hay là lý do biện minh cho chính sự vô tâm ấy. Vì vậy, ai còn mẹ là còn một niềm hạnh phúc lớn lao. Mỗi người con chúng ta hãy biết yêu thương, trân trọng và quan tâm đến mẹ thật nhiều. Em xin cảm ơn.